Sao lại thế? Anh lại làm sao nữa? Mới đi làm có mấy hôm đã lười à? Chỉ là anh không muốn làm nữa thôi. Anh nhìn cái trang bạn mình đi, nó có nhà cao cửa rộng đàng hoàng, còn cái Đào con cái đề huề mà nó vẫn mua được miếng đất. Còn vợ chồng mình thì như thế nào? Hai vợ chồng mình không có một cái gì cả. Anh định đi thuê cả đời à? Anh Quý. Em chào anh. Anh nhìn anh Quý đi, tối nào ông cũng làm tăng ca, đến đêm mới về, mà em chả bao giờ thấy ông kêu gì cả. Còn anh thì sao? Mới có đi muộn một tối không đấy? Anh có nỗi khổ riêng. Cà chua, cô Trang hỏi này. Vâng ạ. Chú Hào hay tới nhà con lắm á? Dạ, chú Hào tốt lắm, là siêu nhân bảo vệ mẹ con. Hôm đấy nhá, mẹ con mình ngã, chảy máu đầu, may là có chú Hào đưa về đấy ạ. Chú còn bé con đang ngủ từ nhà hàng xóm về nhà nữa. Quả thật tôi không quen với việc ăn uống ở nhà hàng sang trọng thế này. Anh Sơn không biết đấy thôi, chứ để tìm được một nhà hàng đạt tiêu chuẩn của chị Khánh khó khăn lắm anh ạ. Anh cứ tập dần đi cho quen, sau này về chung một nhà anh sẽ hiểu hơn về chị Khánh. Và lúc đấy hai anh em cứ tha hồ uống, không cần phải uống bia không độ như thế này nữa. Chồng em cũng sẽ có thêm người để trò chuyện ạ. Hai đứa thôi đi, làm gì như kiểu bán tháo chị đi, mất hết cả giá của chị. Nhưng mà chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau thôi. Thời gian dài ngắn không quan trọng anh ạ, miễn hợp nhau là được. Lần đầu tiên em mới thấy chị Khánh dậy sớm nấu cơm và mang cơm đi cho một người nào khác đấy ạ. Anh Sơn mà lấy chị Khánh nhà em là nhất, chị chú đáo lắm. Tôi hiểu tính của Khánh mà, cô ấy không chỉ lo cho riêng mình tôi đâu. Vừa rồi chúng tôi đi Quảng Ninh với nhau, cô ấy nhất định phải tìm mua bằng được rượu cá ngựa cho hai đứa đấy. Tôi yêu Trinh. Mọi người cũng có cảm giác giống tôi đúng không ạ? Vì Trinh là một cô gái giàu lòng trắc ẩn, một người con gái đáng yêu, dễ thương, một người con gái dịu dàng. Và đó là tất cả những gì đã chôn giấu trong lòng tôi bao lâu nay. Ôi, 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 ôi.